Manchester City trước mùa giải 2008-2009 đúng nghĩa chỉ là một gã hàng xóm lắm điều với nửa đỏ cùng thành phố. Trong khi Sir Alex Ferguson cùng với các học trò cứ liên tiếp đến với những danh hiệu, đến cả Chelsea cũng dần trở thành một cái tên quen thuộc cho ngôi vương. The Citizens không có thêm một thứ gì trong bộ sưu tập những chiếc cúp của mình từ giai đoạn hoàng kim cuối cùng của họ ở vào thập niên 60 hay 70 gì đó. Và tính đến nay cũng đã 15 năm trôi qua kể từ khi Sheikh Mansour lên nắm quyền điều hành đội bóng. Lịch sử của nửa xanh thành Man đã sang một trang mới, nơi mà tiền tài cùng với danh vọng vẫn luôn đi đôi với nhau. Man City mới đầu đem về những ngôi sao hạng A, gia cố nhân sự và dần dần lắp ghép họ để trở thành một tập thể bất bại. Chỉ sau hai mùa giải cuối cùng ngụp lặn dưới ách thống trị của United, đội bóng nhà giàu mới nổi đã chính thức có cho mình chiếc vô địch Premier League trong phòng truyền thống, cùng khoảnh khắc vàng gọi tên Kun Aguero. Hành trình từ vịt hóa thiên Nga của đội bóng này không đến trong cái chớp mắt. Thậm chí mùa 2008-2009, họ mới chỉ đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nhưng hãy nhớ lấy cột mốc của mùa giải 2010-2011, bởi vì từ đó cho đến nay đã 12 mùa bóng, nhưng chưa khi nào họ cán đích ở một vị trí ngoài top 4 hết. Từng ấy năm, City lúc nào cũng sẵn sàng cho đấu trường Champions League, vô địch giải đấu tới 7 lần và 5 dưới kỷ nguyên của Pep Guardiola chỉ trong có 7 mùa giải gần nhất. Từ một đội bóng toàn sao từng bị cho là phiên bản đua đòi của Real Madrid, giờ thì người ta phải nể phục đoàn quân của Pep Guardiola cùng với cách làm bóng đá có tầm nhìn dài hạn của giới chủ Ả Rập. Newcastle United, một đội bóng từng là một thế lực của những năm 90, đầu thiên niên kỷ thứ hai, thậm chí họ còn có tên tại Champions League như bao anh tài khác trong khu vực. Để rồi dưới bàn tay quỷ ám của Mike Ashley, câu lạc bộ này trước khi nào trở lại với vị thế của mình trước kia. Tân Thành cứ mãi lẹt đẹt ở những khu vực nửa dưới, thậm chí là xuống hạng vào mùa giải 15-16. Có thể thấy, khi so với Man City là một ví dụ tiêu biểu phía trên, chiếc chòe còn có một khởi điểm thấp hơn nhiều về thành tích và lòng tin của người hâm mộ. Trước khi thương vụ trao tay diễn ra, tức là tính đến giai đoạn trước tháng 10 của mùa giải 21-22, khi ấy chiếc chòe đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chẳng giành được bất kỳ chiến thắng nào, có mỗi 3 điểm đến từ 3 kết quả hòa sau vòng đấu thứ 6. Người ta lo lắng chiếc chòe sẽ trụ hạng như thế nào, chứ ai dám mộng mơ tới những điều xa xôi hơn như suất dự cúp châu Âu sẽ từ trên trời rơi xuống chăng. Chỉ một tháng sau khi cầm quyền, nhận thấy thành tích tồi tệ của đội bóng vẫn chưa được khắc phục, ban lãnh đạo đã sa thải Steve Bruce. Đây là một huấn luyện viên đã cùng với chiếc chòe vượt qua hơn 2 mùa giải, nhưng rõ ràng với tầm nhìn của giới chủ Ả Rập, ông đơn giản là người không phù hợp. Eddie Howe lên nắm quyền, một huấn luyện viên cũng chẳng khá hơn khi xét đến bản CV, đó là chỉ từng dẫn dắt những Bournemouth và Burnley trước đây. Thậm chí từ đầu mùa giải 2020-21, ông còn chẳng có thêm được trận đấu nào dẫn dắt The Cherry. Khởi đầu với chuỗi 2 trận không thua trước những đối thủ cùng đẳng cấp như Norwich City và Burnley, điều đó đã tạo nên phần nào sự lạc quan. Nhưng chỉ ngay sau đó, những thất bại trước Leicester, Newcastle, Man City và thậm chí bay màu tại FA Cup trước đối thủ hạng dưới là Cambridge thì có lẽ niềm tin của những cổ động viên cũng theo đó mà tiêu tan. Tính đến vòng đấu thứ 19 của mùa giải năm ngoái, Newcastle dưới thời Eddie Howe chỉ có được 11 điểm, duy nhất giành được một chiến thắng và rõ ràng là ứng viên cho vé dự Championship rồi. Và thế là phi vụ thế kỷ ra đời vào mùa đông năm 2022, nơi mà ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng bỏ 130 triệu euro để đem về hàng loạt những bản hợp đồng chất như nước cất về với đội bóng. Đáng chú ý có thể kể tới Dan Burn cho vị trí trung vệ, tiền đạo Chris Wood, tiền vệ tài năng Bruno Guimaraes và tiền bối của Ivan Toney, Kieran Trippier. Mua bán rầm rộ là thế và ngay trong 8 trận đầu tiên mà dàn nhân sự chăm củ ra quân, người ta biết rằng cách mua bán của đội bóng này chẳng hề tầm thường. Thầy trò Eddie Howe có được 6 chiến thắng, 2 trận hòa và tuyệt nhiên là không để thua một trận đấu nào. Không còn là một đội bóng chấp nhận đá lùi sâu trong hầu hết mọi trận đấu, họ sẵn sàng chiếm lấy quyền kiểm soát và nghiền đối thủ ra bã nếu cần. Brentford ở vòng 27 năm ấy đã bại trận với tỷ số 2-0 trước Newcastle. Họ bị đối thủ kiểm soát bóng lên đến 63%, tung ra 26 cú dứt điểm và 11 trong số đó đi trúng đích. Tưởng rằng giai đoạn thăng hoa của chiếc chòe sẽ phải dừng bước sau 4 trận đầu tiên khi mà đội trưởng mới Kieran Trippier gặp chấn thương. Như có điều gì đó đã thay đổi vĩnh viễn từ trong lòng của đội bóng này. Những thất bại sau đó trước những Chelsea, Everton và đặc biệt là trận thua thảm 1-5 trước Tottenham không khiến Tân Thành lùi bước. Thậm chí tại vòng đấu áp chót, chính Newcastle là kẻ đã khiến cho pháo thủ phải uống C2 năm ấy. Họ đánh bại đội bóng thành London với tỷ số 2-0
và khiến cho khoảng cách một điểm mà Arsenal tạo ra được Tottenham san lấp. Khi mùa giải kết thúc, Newcastle xuất hiện ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 49 điểm có được sau 38 lượt trận, khi mà khoảng cách sau cùng chỉ là 3 điểm với vị trí thứ 8 của Leicester City. Khán giả thắc mắc nếu như họ nghiêm túc từ đầu thì mọi thứ không biết sẽ như thế nào. Và rõ ràng là họ đã có được câu trả lời ngay những lượt trận đầu tiên của mùa giải này mà thôi. Tính đến vòng đấu thứ 12 của mùa giải 2022-23, Newcastle đã có mặt trong khu vực 4 đội mạnh nhất cùng với Tottenham, Man City và Arsenal. Họ chiến thắng 5 trận, hòa 6 và chỉ để thua duy nhất một lần. Hiệu số bàn thắng bại là 23-10, cho thấy mặt trận phòng ngự đã trở thành điểm rất sáng từ phía đội bóng này. Nhưng cách biệt với khu vực phía sau là Man United, Chelsea và Brighton chỉ ở hiệu số mà thôi. Và đương nhiên, những nghi ngờ thì vẫn còn đó. Tham vọng của đội chủ sân St. James Park thì đã được thể hiện từ những bản hợp đồng của họ trong phiên chợ hè đầu mùa giải. Đó là thủ thành Nick Pope trục vớt được từ Burnley, vốn đã xuống hạng mùa trước. Đó là hai cầu thủ ở hàng hậu vệ là Sven Botman và Matt Target. Và đặc biệt, bom tấn đầu tiên đã được kích nổ là Alexander Isak với mức giá lên tới 70 triệu euro. Mặc dù khán giả có những người hiểu về tài năng của những cầu thủ này, nhưng rõ ràng đó là con số ít. Cách mua bán của giới chủ Ả Rập thì vẫn thiên về chất thay vì những điều mà báo đài lăng xê. Thường thì một đội bóng sẽ lộ bản chất khi mùa giải đi qua được một nửa chặng đường. Khán giả Premier League cũng đâu còn lạ lẫm với gã ngựa non háu đá Brighton trong mùa giải năm ngoái đâu. Nhưng mà chú chích chòe này lạ lắm, cứ đậu lì ở khu vực top 4 đội mạnh nhất thôi. Thầy trò Eddie Howe tiến đến vòng đấu thứ 20 của mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước Fulham và thậm chí là được sướng tên ở ngôi vị thứ 3. Hàng phòng ngự của Newcastle trên lý thuyết vẫn là tốt nhất giải đấu khi ấy với chỉ 12 bàn thua phải nhận, 38 bàn ghi được vào lưới của những đối thủ. Những chỉ số này ăn đứt Man United phía sau và điều kỳ lạ đó là tính đến vòng đấu thứ 23 của mùa giải này, Newcastle vẫn chỉ phải nhận duy nhất một trận thua mà thôi. Khán giả đinh ninh rằng mùa này thầy trò Eddie Howe sẽ nuôi tham vọng tiến đến Champions League, nhưng rõ ràng là cơ sở để một đội bóng vốn chỉ là underdog mỗi mùa giải làm được điều này chỉ sau một năm đổi chủ là điều không tưởng. Nhưng sau những vòng đấu, màn trình diễn của thầy trò Eddie Howe càng xứng đáng hơn với viễn cảnh xuất hiện tại đấu trường cao cấp nhất châu Âu mùa sau. Bởi vì dần dần, Newcastle cho thấy chẳng có một sự may mắn nào của họ. Họ giành lấy một vị trí trong top 4 bởi năng lực của mình. Đó là thứ bóng đá hiện đại của một đội cửa trên, kiểm soát, tịnh tiến trái bóng, di chuyển đội hình một cách thông minh và sẵn sàng đáp trả bằng những đường hồi mã thường. Kieran Trippier thường sẽ xuất hiện trên hành lang cánh phải ở mặt trận tấn công nhiều hơn để tung ra những đường truyền uy hiếp sức phòng ngự của đối thủ. Hàng tiền vệ của họ mỗi khi lên bóng sẽ thu hẹp cự ly lại. Con số được đo thậm chí chỉ là 24,4m, thấp thứ hai toàn giải đấu theo như Opta, chỉ sau có Brentford mà thôi. Sự chật hẹp này giúp chích chòe dễ dàng hơn để bao vây đối thủ, tạo nên những đường pressing và khởi điểm cho những tình huống phản công nhanh. Mặc dù là vậy, với lực lượng không phải là số má nhất ngoại hạng, Eddie Howe cũng chỉ yêu cầu press ở một cự ly vừa phải để tránh sự lộn xộn ở khu vực tuyến giữa, có thể tạo ra những khoảng trống. Một chiến thuật rõ ràng, hướng đến biết mình biết ta, giúp cho Newcastle có được thành công trên sân cỏ theo cách thật thuyết phục. Tấm vé đến với Champions League từng là khởi điểm cho Man City để thực sự trở thành kẻ thống trị nước Anh sau đó. Newcastle đã tiến được một nấc thang mới dưới nhiệm kỳ của giới chủ Ả Rập. Đã 20 năm, chích chòe mới trở lại với đấu trường số 1 châu Âu cùng một tâm thế tự tin hơn bao giờ hết. Đường đi nước bước của đội bóng tính đến thời điểm này có thể xem như không vấp phải bất kỳ trở ngại nào. Hãy cùng chờ xem thương vụ sang tay lịch sử của đội chủ sân St. James Park liệu sẽ đưa họ tiến xa đến đâu trong tương lai.